Xin kính chào quý anh chị, quý khách hàng đã quay trở lại với kênh khuyến mãi Toyota. Em là Toàn, nhân viên tư vấn bán hàng của đại lý xe Toyota. Toyota Altis 2022 là một cái tên mà khiến quý khách hàng tại Việt Nam có thể rất là bất ngờ. Vì hiện tại ở năm 2022, Toyota Altis thay đổi coi như là toàn diện về cả ngoại thất, nội thất và những tính năng trang bị option trên xe. Vậy thì ở năm nay thì Toyota Altis 2022 thay đổi những gì? Và trước màn hình của quý anh chị là phiên bản 1.8V được bán tại thị trường Việt Nam với giá niêm yết là 765 triệu đồng. Và hiện tại màu xe đang sở hữu trước màn hình của quý anh chị chính là màu bạc. Thì ngoài ra sẽ có thêm các màu khác như là màu trắng, màu đen, màu xanh và màu đỏ. Màu xám xanh chứ không phải là màu xanh, xin lỗi quý anh chị. Và màu đỏ thì hiện tại là đang có 5 màu. Riêng màu trắng ngọc trai sẽ có giá niêm yết là cao hơn các màu thường là 8 triệu đồng. Vậy thì với giá niêm yết là 765 triệu đồng, Toyota Altis 2022 sẽ có những gì? Và không biết là hiện tại quý anh chị đang xem video này, quý anh chị đang thích màu nào của Altis? Riêng bản thân em thì em rất là thích màu bạc này vì nó trẻ trung, lịch lãm, sang trọng và nhìn nó cá tính mạnh mẽ. Màu bạc này là một màu bạc rất là đặc biệt so với những màu bạc khác của những dòng xe Toyota. Quý anh chị có cảm thấy điều đó không ạ? Vậy thì trong clip ngày hôm nay em sẽ đánh giá chi tiết ưu và nhược điểm của mẫu Toyota Altis 1.8V này, kèm theo đó là báo giá lăn bánh, chương trình khuyến mãi, lịch giao xe để gửi đến cho quý anh chị đang tham khảo ở thời điểm cuối tháng 10 và trong tháng 11 2022. Với giá niêm yết là 765 triệu đồng, quý anh chị sẽ sở hữu những tính năng và trang bị option như thế nào? Kèm theo đó giá lăn bánh và chương trình khuyến mãi khi mà quý anh chị quyết định mua mẫu xe này ở thời điểm này, ở cuối tháng 11 và cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm 2022 bao gồm những gì? Thì xin mời quý anh chị cùng em tham khảo ngay bây giờ. Với nền tảng khung gầm mới, kích thước của Toyota Corolla Altis được thay đổi kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4630, 1780, 1455mm. Chiều dài cơ sở giữ nguyên so với bản tiền nhiệm là 2700mm. Corolla Altis thế hệ thứ 12 được chia sẻ trên nền tảng khung gầm TNGA hoàn toàn mới của Toyota. Phiên bản Altis 1.8e sẽ bị khai tử và cách đặt tên các phiên bản tương tự với mẫu SUV Corolla Cross, Altis 1.8G, Altis 1.8V và Altis 1.8HV. Sự đổi mới trên Corolla Altis 2022 đã xuất hiện ngay ở phần đầu xe, với cụm lưới tản nhiệt được mở rộng và thiết kế sang trọng hơn, đi cùng các chi tiết mạ chrome nổi bật. Phong cách này mang đến cảm giác quen thuộc cho người xem khi phần đầu có khá tương đồng với Camry hoặc là các dòng Lexus hạng sang. Phía trên lưới tản nhiệt là logo xe Toyota 3D mới được thiết kế lại, có thể phát sáng vào ban đêm hoặc khi có đèn rọi vào. Bên cạnh đó, Toyota còn tinh tế trang trí thêm hai đường mạ chrome sang trọng mở rộng sang hai bên, tạo thiện cảm với khách hàng khi mua xe. Trên nắp capo còn xuất hiện những đường gân dập nổi, càng tăng thêm sự khỏe khoắn cho chiếc xe sedan hạng C. Cụm đèn led trước mang phong cách mới so với thế hệ cũ khi được thiết kế hình chữ C cách điệu ôm về hai bên, tạo ra ánh nhìn sắc sảo cho phần đầu xe. Hốc đèn sương mù bên dưới thiết kế sở hữu chữ C dạng ngược, góc cạnh được mạ chrome viền ngoài trong hầm hố và mạnh mẽ hơn hẳn. Bước sang thân xe Toyota Altis 2022, bạn dễ dàng nhìn thấy bộ mâm 17 inch làm bằng hợp kim, kết hợp hai màu trắng đen, năm đa chéo kép rất thể thao. Thân xe không sử dụng quá nhiều đường gập nổi nhằm mang đến vẻ bề ngoài thanh thoát truyền thống của những chiếc sedan 5 chỗ. Gương chiếu hậu cùng màu thân xe có thể gập, chỉnh điện và tích hợp bóng led báo rẽ. Tay nắm cửa và viền cửa sổ trên sáng bóng trở thành điểm nhấn cho khu vực thân xe. Ở đuôi xe, cặp đèn hậu led cũng sở hữu những đường nét thiết kế thanh mảnh và kết nối với nhau bởi dải chrome. Cản sau thiết kế mô phỏng hình chữ C ở hai phần đầu tương tự như cản trước. Đuôi xe đầy đặn khi không sử dụng quá nhiều đường gập nổi. Phía dưới vẫn là hai đèn phản quang hai bên, ống xả đơn đặt bên phải. Cụm đèn và cản sau được tinh chỉnh mới theo dạng thiết kế nổi khói, mang đến sự bề thế cho Corolla Altis 2022. Trong đó, cụm đèn hậu hình chữ L trang bị bóng led kết hợp với đường chỉ mạ chrome nối liền hai bóng. Đặc biệt, cản sau được thiết kế với hai góc chữ C, tạo sự thống nhất và hài hòa với cản trước. Toyota Altis 1.8V sở hữu kích thước tổng thể lớn cùng chiều dài cơ sở là 2700mm đã tạo nên một không gian nội thất khá rộng rãi, thoáng đãng cho người sử dụng. Bản táp lô, bản điều khiển được thiết kế chỉnh chu, đi kèm thiết kế chi tiết da, mạ chrome sang trọng. Vô lăng của Altis 1.8V dạng 3 chấu bọc da, trang bị nhiều phím bấm tiện ích cho cả hai bên. Điểm khác biệt ở thế hệ mới so với bản cũ là xuất hiện thêm đường mạ chrome xung quanh mặt vô lăng, tạo nét thể thao và cá tính bên trong khoang lái. Phiên bản 1.8V được trang bị đồng hồ kỹ thuật số 7 inch. Bên cạnh đó, phiên bản 1.8V sở hữu màn hình 9 inch, kết nối điện thoại không dây, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto, kết nối điện thoại không dây và điều hòa hai vùng độc lập. Ghế ngồi trên cả 3 phiên bản đều được bọc da, riêng ghế lái có khả năng chỉnh điện 10 hướng với thiết kế ôm trọn người lái, giúp mang đến trải nghiệm thoải mái trong suốt hành trình di chuyển. Hàng ghế sau trang bị đầy đủ hai tựa đầu
cùng khoảng giữ chân rộng rãi và dây đai an toàn. Ngoài ra, vị trí này còn xuất hiện bệ tỳ tai kết hợp khay đựng ly. Xe còn được trang bị cửa sổ gió điều hòa, thành thang ngược, viền mạ chrome, phanh tay điện tử được trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản 1.8V. Corolla Atis 1.8V 2022 là mẫu xe tiếp theo được Toyota trang bị hệ thống an toàn toàn cầu Toyota Safety Sense thế hệ thứ 2, bao gồm các tính năng an toàn và hỗ trợ người lái tiên tiến như cảnh báo tiền va chạm, điều khiển hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, đèn chiếu xa tự động. Vừa rồi là những điểm nổi bật cũng như là chi tiết có trên mẫu Toyota Atis 1.8V 2022. Và không biết là với những ưu điểm, những điểm nổi bật mà quý anh chị vừa xem qua, với cái giá niêm yết là 765 triệu đồng, quý anh chị có cảm thấy bỏ ra số tiền này xứng đáng để lấy mẫu Toyota Atis 1.8V này không? Thì có thể để cho kênh khuyến mãi Toyota biết được ý kiến riêng của quý anh chị dưới phần bình luận. Còn bây giờ để dễ dàng cho quý anh chị tham khảo và quyết định mua xe ở thời điểm cuối tháng 10 đầu tháng 11 này, thì kênh sẽ gửi đến cho quý anh chị về giá lăn bánh. Với giá niêm yết hiện tại 765 triệu đồng đối với màu bạc trước màn hình của quý anh chị, thì để mẫu xe này lăn bánh quý anh chị bắt buộc phải có thêm các khoản chi phí nữa, như là thuế trước bạ 10% tương đương 76.500. Phí biển số Hồ Chí Minh là 20 triệu, nếu quý anh chị ở tỉnh huyện sẽ là 1 triệu. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm các chi phí bắt buộc nữa như là bảo hiểm nhân sự, phí đường bộ hay lệ phí đăng kiểm. Ba khoản chi phí này là tầm khoảng là từ 2 đến 3 triệu đồng nữa. Sau khi cộng hết tất cả các chi phí bắt buộc mà em vừa nêu trên, mẫu Toyota Atis 1.8V lăn bánh tại Hồ Chí Minh đâu đó tầm khoảng là 864 triệu đồng. Nếu quý anh chị lăn bánh ở tỉnh huyện thì giá lăn bánh sẽ thấp hơn, giá xe lăn bánh đâu đó tầm khoảng là 845 triệu đồng. Hiện tại đối với những quý khách hàng đang có nhu cầu mua xe trả góp, chỉ cần chuẩn bị trước giúp em với số tiền tối thiểu là 233 triệu đồng là có thể sở hữu ngay mẫu xe này rồi. Và kênh khuyến mãi Toyota ngoài một mức giá lăn bánh cực kỳ ưu đãi, cực kỳ hấp dẫn mà em vừa báo lúc nãy, thì sẽ còn có chương trình giảm tiền mặt tặng phụ kiện. Và đặc biệt là sẽ có một phần quà đặc biệt khi mà quý anh chị liên hệ mua xe trực tiếp tại kênh khuyến mãi Toyota và số hotline phim dưới màn hình. Đối với quý anh chị đang có nhu cầu mua xe trả góp thì hiện tại kênh khuyến mãi Toyota đang hỗ trợ cho quý anh chị hai gói lãi suất. Gói thứ nhất là cố định thời gian là 1 năm với lãi suất mỗi tháng chỉ từ 0.6%. Và gói thứ hai cố định thời gian xuyên suốt cho quý anh chị là 3 năm với lãi suất mỗi tháng chỉ từ 0.7% một tháng. Gói thứ hai thì ưu tiên hơn cho những quý khách hàng đang có nhu cầu, đang có khả năng có thể sao kê lương và chứng minh được thu nhập. Hai gói mà em vừa nêu thì đều có thể vay được lên đến là 7 năm và vay được tối đa là 80% giá trị xe. Nếu mà quý anh chị muốn biết giá lăn bánh chi tiết tại nơi mà quý anh chị ở, giảm bao nhiêu tiền mặt, tặng phụ kiện bao gồm những gì, thì có thể liên hệ trực tiếp qua kênh khuyến mãi Toyota qua số hotline phía dưới màn hình để sẽ được đội ngũ nhân viên tư vấn liên hệ một cách trực tiếp và gửi báo giá cho quý anh chị, báo một cách chi tiết nhất cho quý anh chị dễ dàng tham khảo. Còn quý anh chị đang muốn tham khảo bản góp chi tiết ngân hàng tùy theo nhu cầu tài chính của quý anh chị là bao nhiêu năm và trả trước số tiền là bao nhiêu, thì có thể liên hệ trực tiếp qua kênh để đội ngũ nhân viên của khuyến mãi Toyota có thể gửi được một bản góp chi tiết ngân hàng đến cho quý anh chị dễ dàng tham khảo hơn. Mỗi tháng phải chi trả bao nhiêu tiền cho quý anh chị dễ dàng cân đối tài chính của mình. Và nếu mà quý anh chị nào đang có nhu cầu tham khảo một dòng xe nào khác ngoài Toyota Atis 1.8V 2022 này thì có thể để lại bình luận phía bên dưới. Kênh khuyến mãi Toyota sẽ ghi nhận ý kiến của quý anh chị và có thể làm clip ở một clip tiếp theo nào đó để cho quý anh chị tham khảo. Thì không biết là với giá lăn bánh cực kỳ hấp dẫn kèm theo chương trình hiện tại ở thời điểm cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2022 như vậy, thì quý anh chị có cảm thấy là đối với những ưu điểm và một giá lăn bánh cực kỳ hợp lý tại kênh khuyến mãi Toyota, thì mẫu Toyota Atis này quý anh chị có quyết định chọn ngay và mua về ở thời điểm này hay không? Và hãy để lại cho kênh khuyến mãi Toyota biết được ý kiến của quý anh chị dưới phần bình luận. Còn bây giờ nếu mà thấy video clip này hay thì đừng quên nhấn like nè, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất về cập nhật giá, chương trình khuyến mãi và lịch giao xe của tất cả các dòng xe Toyota từ kênh khuyến mãi Toyota. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị video kế tiếp.